tuyển nữ Việt Nam loại Thái Lan để vào tứ kết ASEAN. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có thể đoạt vé đi tiếp ngay sau khi kết thúc trận đấu với Nhật Bản mà không cần phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại kết thúc tối cùng ngày. 15 giờ hôm nay ngày 28 tháng 9, tuyển nữ Việt Nam 6 điểm, hiệu số 7 sẽ đấu cựu vô địch World Cup Nhật Bản 6 điểm, hiệu số 16 để xác định suất đi tiếp. Theo điều lệ, chỉ 5 đội Nhật Bản và 3 đội nhì có thành tích ở 4 bảng A, B, D, E giành quyền vào tứ kết. Khi xét vé vớt cho đội nhì, kết quả thi đấu của đội đó với đội xếp chót cùng bảng phải hủy bỏ. Trước Nhật Bản quá mạnh, tuyển nữ Việt Nam gần như sẽ phải tìm vé vớt dành cho đội nhì. Lúc này, bảng C đã kết thúc. Đội xếp nhì bảng là Thái Lan có 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại 1-1. Việt Nam cũng chắc chắn xếp nhì bảng D và có thể biết mình sẽ đi tiếp ngay sau trận đấu với Nhật Bản mà không cần quan tâm kết quả hai bảng A, E ngã ngũ vào tối cùng ngày. Trường hợp hòa hoặc thua Nhật Bản cách biệt không quá hai bàn, Việt Nam sẽ loại Thái Lan để đi tiếp ngay lập tức nhờ hơn điểm số hoặc chỉ số phụ. Trường hợp thua Nhật Bản cách biệt trên hai bàn, Việt Nam sẽ có 3 điểm như Thái Lan khi xét vé vớt. Khi đó, tỷ số trận thua Nhật Bản và tỷ số trận Nepal thua Việt Nam 0-2 và Bangladesh thua Việt Nam 1-6 diễn ra cùng giờ sẽ là căn cứ. Nếu Nepal xếp chót bảng, Việt Nam chỉ cần thua Nhật Bản cách biệt không quá 5 bàn sẽ đi tiếp. Trường hợp Bangladesh xếp chót bảng và Việt Nam thua Nhật Bản cách biệt trên 2 bàn, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bị Thái Lan vượt qua và phải cạnh tranh 2 suất còn lại với đội nhì bảng A và E. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.